diễn ra từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2, tuần văn hóa du lịch với chủ đề Khám phá vùng đất thiêng Tây Yên Tử đã trở thành một sự kiện văn hóa du lịch trọng điểm của tỉnh Bắc Giang trong năm 2019, đã thành công và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Lễ khai mạc tuần văn hóa du lịch tỉnh Bắc Giang khai hội Xuân Tây Yên Tử được tổ chức đầy ấn tượng vào ngày 16 tháng 2 tại khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử, là một điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động. Trong suốt 7 ngày của tuần văn hóa du lịch, tỉnh Bắc Giang tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trải dài ở trung tâm thành phố Bắc Giang và các huyện ở sườn Tây Yên Tử, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, nhất là ở những vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 1, khu du lịch tâm linh sinh thái Tây Yên Tử được khánh thành và đưa vào phục vụ. Đây là một trong những điểm nhấn về văn hóa tâm linh du lịch của sườn Tây dãy núi Yên Tử. Đã có hơn 2 vạn du khách đến với khu du lịch này trong tuần văn hóa du lịch. Phiên chợ tình Tân Sơn, huyện Lục Ngạn trở thành một nét văn hóa đặc sắc, điểm hẹn của trai gái vùng Tân Sơn và các vùng lân cận. Người dân đến đây không phải để mua bán, trao đổi hàng hóa, mà đến để hò hẹn, chào duyên. Trong tuần văn hóa du lịch, các địa phương trong tỉnh cũng đã khánh thành hàng loạt công trình tâm linh và hạ tầng du lịch, tổ chức Ngày thơ Việt Nam, trưng bày, thi hành đẹp và nhiều giải thể thao thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương tham gia. Tuần văn hóa du lịch tỉnh Bắc Giang đã làm sống lại không gian văn hóa ở các địa phương sườn Tây Yên Tử. Thêm một lần nữa, những giá trị văn hóa ở sườn Tây dãy núi Yên Tử và giá trị của Phật giáo Trúc Lâm được biết đến và lan tỏa.